Hello cho mọi người, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Chúng ta đến với một game mới mà mình nói trong Wadai Noara là Mogul Castle được Việt hóa bởi Ducky Doggy. Cảm ơn bạn đã Việt hóa cho mọi người cùng chơi vì mình tôn trọng những người dịch vì những người làm không công mà. Rồi, chúng ta vào game nào. Cảnh báo, game này có nhiều hơn một số cảnh bạo lực và cảnh kỳ quái, bạn đã được cảnh báo. Ok, tao chơi nhiều game bạo lực rồi. Như là game Wadai Noara bị ám ảnh cả đời rồi. Không phải lo đâu. Thế cùng tác giả ở đấy. Ồ, gì đấy? Nè, không ngủ được à? Đã uống thuốc chưa vậy? Hiểu rồi. Không sao, tôi ở đây mà. Mong là cô sẽ khỏe lại sớm. Ồ, tôi biết rồi. Hôm nay tôi sẽ kể chuyện cho nghe. Chuyện kiểu gì sao? Nó rất vui, có cả buồn, pha chút bạo lực và một chút tình tiết hư đốn. Thể loại chuyện như vậy đó. Tôi nghĩ là cô cũng thích nó đấy. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Này, bọn này không cách vào game cách nào đó khác hẳn à? Kiểu nhà sản xuất ở trong Wadai Noara bắt đầu làm câu chuyện mà. Hớ vẩn vậy, đấy cũng dở trang sách nhá. Ngày xưa có một nữ sinh cao trung. Nữ sinh cao trung mà là ngày xưa á? Tên của đây là Yonaka. Ngày nọ cô ấy bắt một chuyến tàu. Ok, chuyến tàu tử thần. Nét vẽ có vẻ khá hơn. Khá là nhiều. Đại vương Wadai Noara rất nhiều vì thề rất nhiều luôn, mình phải về. Hôm nay là ngày anh hai về à. Nên mình phải về thật nhanh. Chỉ ở lâu lắm rồi. Mình thực sự nhớ anh ấy. Điều khiển cơ bản, chọn XYZ mở New X. Ồ, có save không? Ok, vẫn như mọi lần. Tất nhiên rồi, save ở đâu cũng được. Vui quá. Ngủ. Vâng. Con này ngủ trên tàu để chặn kế. Tôi hiểu rồi. Và thế nào con tàu này cũng không phanh rồi đến một nơi mà con này không biết. Hiểu cốt truyện rồi mà. Thế nào chả vậy? Vâng, gì này? What? Chạm cuối. Mogeko. Cái này có cả lồng tiếng cả. Cũng có vẻ tốt hơn cái game trước rất là nhiều ấy. Mogeko. Chạm Mogepo. Cái. Khoan đã. Cái gì? Chạm này. Ê. Mình bỏ tay ngay á. Mình không chịu được vấn đề này đâu. Gan này không to đâu đấy. Chạm Mogeko. Đây là cái chạm gì vậy? Mogeko chưa bao giờ nghe tới luôn. Game Việt hóa này không đủ tiền để mua. Ok. Không một bóng người luôn. Trông lý vật cơ á. Nhưng không, thực sự đó mình chưa bao giờ nghe nói cái chạm này. Chả lúc này thì mình đi tạo hướng này đã. Game Việt hóa thoải mái quá. Mang lại hòa bình. Cái gì cơ? Mang lại hòa bình với giam bông. Không cái lỗ chẳng rào. Liên minh ớt đỏ và pasta đang tuyển một thành viên và sẽ trở thành một Pepperistian chứ. Hãy gọi biết thêm chi Pepper. Ôi quá. Họ biết thêm chi tiết. Cái thể là hội nhóm gì vậy? Một lỗ trang rào. Một mẩu giấy. Phải tìm nữ sinh cao trung. What the fuck. Từ ngày mùng 1 đến ngày 31 mỗi tháng là dễ giam bông. Ăn giam bông vì hòa bình thế giới, hòa bình vũ trụ, yên bình tuyệt đối, sự vô thường của vạn vật. Vậy là mỗi ngày rồi còn gì? Ngày tháng 2 có ngày 31 không nhỉ? Giấc mộng đẻ ra. Ăn há cảo thủ tích 800 yên trên giờ. Tận hưởng bữa tiệc há cảo không ngừng. Nhìn được giam bông. Bông. Gì đây? Viết đến chúng sinh. Nếu chim cung giao thì giết nó, nếu chỉ cho nó biết điều. Tới tận phòng tay chữa cháy. Hay công nhân đốt ngọn lửa nhất định phải tham gia. Tiếng Việt chắc các bạn đọc được đúng không? Đi vòng vòng, dừng ở đâu, lâu đài Mogeko. Phải save đã, cái gì tính sau kết. 3 km, LXX và Mogeko. Chắc là thế. Vài chữ đã bị phai mất. Vai mỏi lưng đau, chúng tôi khuyên dùng giam bông. Wow. Có cái lỗ chẳng rào. Cảm giác như bị theo dõi ấy.
Ok, hello, chào bạn. Bạn nhìn mình như là không chơi nữa đâu, sợ rồi. Ê, không 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 không. Giam bông bây giờ là thần. Tôi đi theo đạo giam bông này. Mua bản đồ chắc vậy. Tôi muốn há cảo để viết dòng máu. Mày ăn giam bông đi. Dừng mua cái cô. Ok, mình xếp vào đây. Giam bông nhá, giam bông is good. Giam bông rất tốt cho sức khỏe. Cái gì cũng là giam bông, cuộc sống là giam bông là tất cả, không có giam bông thì đừng sống. Giam bông là một thứ tồn tại của giam bông. Mình bị thôi miên rồi. Quá. Gì đấy? Zoraka. Nơi này thật lạ. Sao mình lại đến đây chứ? Mình nên quay về thôi. What the fuck? Biến ngay mà. Con gì ấy? Tiếng gì vậy? What? Con mèo. Không, đây không phải mèo, đây là chủng tộc gì đó. Kia là thú như là bông sao? Mô kè kè. Một cái Hứ? gì? Mô kè. Nó vừa nói Mô ư? cái mô gì? Ừ, tôi nó vừa nói được mô kè. Ok, không gì cả. Em cũng dễ thương đó hầy. Cái gì? Cái gì cao trung nhỉ? Mô tan là yêu. Nope. Này tụi bay. Minasan. Lồng tiếng nghe dễ thương vậy. Và cái lũ này không đáng thương thế nào. Một game, một game, một game, một game, một game, một game. Em và một game ta nuôi được chưa? Shit, 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 no, 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 đừng đánh tao. Đừng, đừng hấp tao. No, chạy và đừng ngừng chạy. Ừ, tao biết rồi, tao chơi cả đống game rồi, có kết. Nghỉ đi. Giữ ship là, trong game này giữ ship là chạy chậm lại. Nên, đừng giữ ship. Bye bye. I'm faded away. Run like a bitch, bozai. Thực ra nó cũng không gai cấn nhưng mình tưởng mình thấy nó phải sát đít mình cơ. Kiểu như mấy game như Pokemon Mirror ấy. Nó đuổi mình sát đít đến mức mà mình không nhấn nút Z nhanh là mình vỡ mồm. Ok, như đây là cái gì đây? Hy vọng không gì nguy hiểm cả. Hức hà. Hít hà. Chúng đi rồi. Đây là mơ sao? Mình đáng lẽ phải bắt tàu về nhà phải không? Rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, không có gì kỳ lạ xảy ra cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? À, mình thật chẳng hiểu nổi, nhưng cô không thể quanh quẩn đây mãi. Để chọn hết tiền luôn. Nhưng nếu đi ngược lại, đám màu vàng kia sẽ... Ừ, chúng là gì vậy nhỉ? Chúng là giăm bông. Mèo ư? Không, chúng nói được mà. Giăm bông. Cái gì vậy này? Nơi này và những gì kia giăm bông. À, không, không giăm bông nữa. Không giăm bông nữa. Giăm bông không làm sướng được. Ok. Chú có mình tại sao chỉ chúng muốn gì? Mình nên làm gì đây? Mày nên ngủ một giấc rồi mày tỉnh dậy. Cứ bình tĩnh cái đã. Nhìn mặt đó kìa. Mấy bọn này làm mặt biểu cảm buồn cười ấy. Cái gì kia ta? Lâu đài của Mogeko. Wow, một tòa lâu đài đờn luôn. Chưa giờ thấy thứ gì như vậy hết. Thật sự đây là đâu vậy? Kiến trúc kỳ lạ quá. Game này có 8 cây bát đen thì phải. Và nếu mà mình bị ăn cả 8 cái thì... không bao giờ chơi game đâu. Có ánh sáng phát ra có người sống ở đấy sao? Họ có chỉ cho mình đường về nhà không? Nhưng mà chỉ với những gì mình đã thấy. Lâu đài và người sống ở đó. Dù linh cảm xấu của là kiểu đến. Skip những đoạn mà con này ngồi biểu cảm. Không sao, nó cũng chưa có xếp đoạn gì. Mình có xếp ở đây đi. Cũng chưa có lựa chọn mà. Oh, liệt. À, máu. Có gì đó ở đằng kia. Ít ra. Sao máu nhiều thế? Chào giam bông. Ghê quá. Mình đi lên mất. Chỉ là chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình đang gặp ác mộng sao? Ừ, chắc là chết rồi. Sao lại như thế? Ai giết nó ai mới được? Mình nghĩ để giam bông. Mình có bị ám ảnh rồi. No giam bông. No more. Không giam bông, giam ít gì, cái gì? Giam bông! Mày vừa không muốn nhắc tới giam bông ngay trước mặt mình. Gì đây? Cái này gì? Lâu đài Mogeko. Lâu đài Mogeko. Con này cũng chưa biết là gì cả.
đập tan là mọi hy vọng của những kẻ đến đây, đập tan của mọi hy vọng mà những kẻ đã đến đây. Việt hóa đọc thoải mái quá. Bức tượng trông có vẻ như đang cười. Thật á? Nó la ra đập mình không nhỉ? Gì đây? À, chỉ nhìn một ghê tan thôi à. Tự muốn nữa mò. Em nhìn con ghê hít hà. Lịch gì đây? Một ghê tan là tuyệt vời nhất, một ghê. Là một ghê tan là kéo đất lưỡi, một ghê. Tôi chả quan tâm, một ghê. Tôi chả quan tâm. Ừ. Vào à, vào hả? Vào à, vào hả? Ừ, tao vào đấy. Rồi lúc để quay trở lại đấy. Rồi lúc để quay trở lại đấy. Một đi không trở về. Chắc chứ. Không nhớ sao. Ừ, cái này đồ sứ. Ok, chúng ta sẽ xếp trước khi vào lâu đài vì mình chắc chắn sẽ có sự kiện xảy ra. Vẫn chưa thấy ai hết. Nhưng mới nhớ bức tường kỳ dị. Ồ, cả mấy người trôi sông nữa. Có ai sống lâu đài không này không nhỉ? Không khí lạ quá. Đây là lối vào nhỉ. Đây, em hé mở cửa và cảm thấy gió bị hút vào bên trong. Trời lại quá tối, nhìn thấy phần bên trong. Mà trong lâu đài chứ. Vào trong bỏ cuộc tìm đường khác. Đây đi. Thôi quên đi. Thôi xong, mình thề mình ăn bát đen rồi. Cái tên game là Mogeko Castle và mình không vào lâu đài. Thế nó để tên là lâu đài Mogeko làm gì nữa. Thôi xong rồi, tôi ngu rồi. Mình cứ như mình hiểu mình có đây ý. Và liên quan đến mấy bức tranh màu vàng thế là cần tránh xa chỗ đó ra, mình tìm chỗ khác. Rồi lùi lại và rồi xong rồi gặp bát đen rồi, xong mình ngu nhỉ. Đời ta nổi ôi không. Ha ha. Mogeko tìm thấy em rồi, Yonaka-tan. Lần này em không chạy được nữa đâu. Ha ha, nữ sinh cao trung ha ha. Ồ. Ok. Tại sao các người lại biết tên tôi? Bởi vì tụi tôi là Mogeko. Bọn này Mogeko. Ok, mình đã biết thông tin. Mogeko. Cảm ơn đã đến thẳng ở đây em ạ. À. Oh my god. Fuck. Ôi mẹ. Chơi thật vui, chơi thật vui. Lồng tiếng. Mấy trăm thằng xông ra hấp cái này. Oh shit. No. Mình có cảm giác đang xem bọn rất là nhiều luôn. Và mình cũng sẽ bị ám ảnh. Ám ảnh cả đời tôi rồi. Làm ơn đi mà. Rồi game nào cũng phải gặp ngay bát đen. Tới bát đen không rồi đây. Không phải ba em một hay là hai, mà em này không đây. Xin lỗi đi, được không đây. Vào trong này chứ, vào trong tất nhiên rồi. Đáng sợ thật, nhưng mà chẳng có chỗ nào khác để người thử thôi. Chắc là lịch sự lên là được. Xin thử lỗi à. Nói to lên, rõ ràng lên. Tầng 1 chào mừng đến với lâu đài Mogeko. Chúng ta vào lâu đài Mogeko. Thằng nào đấy? Anh hai ơi, đợi đã. Đừng bỏ anh đằng sau chứ. Ha, xin lỗi Yonaka, anh xin lỗi. Chứ anh bước nhanh quá đó. Ừ thì một khi anh lo nghĩ em biết đó. Lại suy nghĩ nữa sao? Ừ, anh là trong tiềm thức đến nỗi chả thấy gì trước mắt luôn. Thế thật đáng lo lại. Không sao, anh có em ở bên rồi mà. Ồ, giờ thì anh em nói gì vậy? Ha ha. Cái đếch gì vậy? Chuẩn bị đi chưa? Vâng. Cái quá khứ này dần được tiết lộ. Ồ, đồ họa không tối như mình tưởng là sáng. Khá là tốt cho tim mình. Thật là một lâu đài kỳ lạ, nơi đây ở đâu vậy? Ôi giời, máu kìa. Tất nhiên rồi. Phải có máu chứ. What the fuck? Mấy bức tranh đó là sao? Mình có linh cảm xấu nhưng đây có thể là... Thôi xong rồi. Không mở được rồi, tất nhiên rồi. Mình bị kẹt rồi. Mogeko xin chào. What? Thôi xong rồi. Chào mừng đến với lâu đài Mogeko. Yeah!
Chào buổi tối, Yonaka thân mến. Sao người lại biết tên tôi? Tên tôi là Mueko, tôi biết tất cả mọi thứ về em. Nào chúng ta cùng chơi nào, ôi mẹ ơi. Nope. Nope. Mugege. Không. Mugege ta làm trước. Đã ai làm trước cơ? Ôi dồi ôi. No, mình không muốn đọc mấy đoạn này. Nó không tốt cho sức khỏe. Nó còn chửi nhau nữa cơ mà. Sao nó không ngây thơ trong sáng như người. Ôi dồi. Nhìn con kia nó lén đi kìa. Hư chưa nó đâu rồi. Ồ. Làm sao đây? Chà, mình không muốn ở đây, chắc là thế mình sẽ tìm được ra. Mình nghĩ mình sẽ cần tâm lý để chơi game này. Và tập này sẽ kết thúc trong một lúc nữa, cho đến khi mà tâm lý mình qua wow, này lớn thật đấy, không đừng để ý mình đến làm gì. Đây là nơi cuối cùng mình đặt chân đến. Mình không chắc là phải đi đâu, nhưng đó là lý do mình để. À, mình ngốc quá. Giờ có hận cũng một, mình lại ra một cách nào đây? Mình làm gì thế này? Để em mơ sao mình thức dậy chưa? Tất nhiên điều sẽ xảy ra khi mình cần phải về nhà nhanh. Mình có thể về nhà ư? Cửa chứ không dùng được, không có xa xa. Ô, giam bông nhỉ? Mình nghĩ là kiểm tra từng thứ một. Ví dụ như là xếp đã. Oh shit. Như cứ như nó đang theo dõi mình. Sao nghe kinh dị thế? Hộp cát tông. Hộp cát tông. Cái con bên trong kia con gì? Con này cũng xuất hiện trong Wadanwara mà. Mình không thích những bức tượng tí nào. Ra đây không? Ủa shit, cái gì ấy? Thế mình không nên đi tiếp đường đấy, mình nghĩ nó không ổn tí nào. Game này không tươi sáng như bạn. Một cái kê ta nói em ở đâu? Thôi xong rồi, trốn đi. Ừ, 5, 4, 3. Em trốn đâu rồi, Yonaka-tan? Đừng sợ ra đi. Giá như vậy cũng là mũi mình lái thế cả nên mình tìm ra em ngay rồi. Thôi kệ đi. Nó hỏng rồi. What the fuck? Wow. Khóc thật đấy hả em? Được lắm. What the fuck? Nó sẽ phá hủy lâu đài ư? Con sức giải phóng sức mạnh gì vậy? Siêu suy ra nữa. What? Ừ. Đến giờ ăn rồi. Mình nghĩ là mình không nên đi theo nó. Vì đấy là... Này, lúc mới là đi Niho đúng không? Mình không nên đi theo nó. Chưa phải đường này. Đùa tao đây à? Vỡ mồm rồi. Hé mở cửa nhìn ra ngoài. Oh shit. Ngon quá, ngon quá. Jumbo mua 5. What the fuck Jumbo? À, không Jumbo không sống. Ngon quá, làm ơn. Ngon quá Jumbo, ngon quá. Cá hồi cũng ngon nữa, khoai tây ngon chiên thật. Ôi mẹ ơi Jumbo. Đồ ăn ngon làm Mugetan tan vui. Nó chẳng làm tao vui lên tí nào cả. Gì kìa? Đây là gì? Có bức thư trên tràn. Gửi đến ai đọc những bức thư này? Nếu ai đọc đến dòng này, có lẽ tôi đã không còn. Lâu đài rất nguy hiểm mà phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Nếu không thể thoát khỏi đây, bà không thể cho hỏi đống Mugeko. Chúng rất luôn cố chấp. Đại thay dù tôi trốn ở đâu, chúng luôn xuất hiện trước mặt tôi. Trốn rồi trốn, chúng luôn tìm ra tôi rất sớm. Tôi giết và giết chúng nhưng không có điểm dừng. Chúng cứ đến hết đám này đến đám khác. Đây không có gì hơn là một giả thiết, nhưng có lẽ chúng là... Có vẻ như chúng quay lại rồi, dù biết là vô dụng nhưng tôi sẽ chạy. Trong khi tôi còn có thể. Tôi muốn nói về đặc biệt những con gái của tôi. Bố xin lỗi đã thất bại cho việc làm cha. Bố yêu con Olivia, bố. Vẫn đấy. Cứ
như là theo dõi mình. Ôi rồi, ôi tha tôi được không? Đừng có vừa vào được kinh dị này rồi chứ. Nope, 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 no kinh dị. Đừng kinh dị với tôi. No, 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 Nina, no, Sana, Kana, Sina, Kana, Mono, Kana, Sana, Sana. Ôi dồi ôi, có chút lạc lối ở đây. Cảm thấy tự dưng muốn khóc. Mình cũng muốn khóc. Yay. Lối này. À giờ mình còn nghe thấy mấy giọng nói lạ nữa, mình tiêu rồi. Thôi sẽ giúp cô. Ế, đi hướng này. Giọng này từ hướng đó. Bọn này không giết mình à? Xin chào quý cô, kính mời. Không có gì phải sợ, tôi không tấn công cô đâu. Tôi thích ngồi đây và uống trà hơn nhiều, cô thấy đó. Và đừng lo lắng, một cái cô sẽ không đến đây đâu vì chúng nó đang ăn mà. Anh là ai vậy? Tôi một mego, một mô cái cô tương đối lạ. Ừ, cô có thể gọi tôi như vậy. Tên như vậy là hơi dài đó. Ừ, tôi. Ồ, làm ơn, cứ ngồi đi. Mego tương lại, cô muốn thoát khỏi lô đài chứ? Vâng, tôi hiểu trà. Có lẽ tự nhiên mà. Vậy thì cô nên đặt mục tiêu của mình ở những tầng trên. Trên? Nếu vậy tại thời điểm này, tôi không nghĩ cô có thể đi ra bằng cửa chính đâu. Vì nó bị khóa rồi. Cô có thể nhận ra nhưng đây không phải một thế giới bình thường. Cô không nên lưu lạc vào. Đây là một thế giới cô đơn không ai biết tới. Khá tạm bợ thực ra, mọi thứ cứ như là tưởng tượng ý. Mưa ra tồn tại như vậy đó. À phải, tôi cũng tin là cô đến từ một chuyến tàu. Sao tôi biết ư, tin tức được lan truyền rất nhanh ở mạng tới một cái cô. Phải đó là tàu một chiều, cô không thể dùng nó nói về lại thế giới của cô. Hứ. Tuy nhiên có một cánh cửa ở nơi cao nhất của lâu đài này có thể đưa cô đến thế giới mà cô mong muốn. Có những cách khác nhưng dùng cho con người là bất khả thi. Nên trở lại qua cánh cửa trên lầu đấy có vẻ là đáng kinh dậy ngất. Chà, có thể ủy tôi thôi. Công ty tao cực kỳ hợp lý, tôi cũng là một cái cô mà. Tôi cho là cô sợ chúng nhỉ, tôi xin lỗi, chúng khá là hư hỏng mà. Chúng làm như tôi. Đấy nha, tôi không có chung một kết cục. Hả, như khi đến đây, chuyện gì đã xảy ra với họ? Ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra bọn nó mà. Cô có thực sự muốn biết không? Thôi khỏi. Ha ha, phải thế là tốt nhất. À phải rồi, tôi cho cô cái này. Nhận một con dao lớn. Quá. Wow. Cái này để tự vệ. Tôi dùng nó làm gì cơ chứ? Không làm sao để đâm bọn Mokiko rồi chết. Cái. Dù chúng đông nhưng không mạnh lắm đâu. Và con dao đó thì đặc biệt lắm. Một nhát thôi là giết ra bọn Mokiko. Gì vậy? Tại sao? Tại sao anh lại thực hiện vậy? Ha ha, tại sao nhỉ? Rảnh rỗi xin ông nổi ý mà. Ta đâm mày nhá. Rồi đi đi, thời gian dần cạn kiệt. Đừng điểm mua cái cô bắt được. Ô, 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 đợi tí. Cái gì đây? Cái con này Wadonara đúng không? Đúng không nhỉ? Tượng. Cái gì đấy? Kurosuno tỷ lệ thật. Ngu dân. Chết đi. Cô cao về điện Tocola, mưa cô tương loại có tiêu lượng rất là khá. Trong cái game này là mình ám ảnh phết. Hóa đơn mua, shit, no. Không. Ô, mình giết được nó à? Wait, what? Mình giết được nó. Giam mông với sức thịt ba dọi của chiến giữa các vị thần. Một vài thơ sát bởi mua cái cô tương nói lại. Vì giết nó được không? Thôi, mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Việc giết nó hay không thì sẽ để cho những gì mình tìm hiểu sau khi chơi tiếp tập sau quyết định. Hẹn gặp lại một tập khác của Mokiko Castle. Goodbye.